Mến chào cả nhà. Clip này cập nhật tiến độ 5 dự án trên quốc lộ 51 từ Biên Hòa ra đến Vũng Tàu. Đầu tiên là dự án đường Hương Lộ 2. Tại đây ta thấy có nhiều đoạn đang được trải nhựa lớp thứ hai. Công trình đường Hương Lộ 2 có điểm đầu kết nối với quốc lộ 51, điểm cuối kết nối với cao tốc Long Thành Dầu Dây, dài khoảng 17 km. Công trình thứ hai là tuyến T1 đi vào cổng chính sân bay Long Thành. Ta thấy nhà thầu Thăng Long đang gác dầm cầu vượt qua quốc lộ 51 và đúc dầm hai nhánh rẽ. Công trình thứ ba là nút giao quốc lộ 51 với cao tốc Bến Lức Long Thành. Đây là đoạn cuối của cao tốc Bến Lức Long Thành. Nhà thầu đang trải lớp nhựa cuối của đoạn cao tốc này.
Công trình thứ tư là đường DT991B kết nối cảng Cái Mép với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Ở đây ta có cầu vượt qua quốc lộ 51. Các nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư sẽ hoàn thành dự án này vào cuối năm nay, nhưng mình thấy khối lượng công việc vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng là dự án đường ven biển Vũng Tàu Bình Thuận, ký hiệu là DT994. Tại nút giao này, ta cũng có cầu vượt qua quốc lộ 51.